tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh xin kính chào quý vị đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel. Thưa quý vị, trong một sự thay đổi quan trọng Chính phủ Đức cho biết họ sẽ gửi vũ khí chống xe tăng và các nguồn cung cấp khác trực tiếp đến Ukraine. Mỹ và các quốc gia khác thì đã thông báo rằng sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Liên Hiệp Quốc thì tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Cho đến nay thì có đến 120.000 người dân Ukraine đã chạy trốn khỏi Ukraine. Canada và các nước châu Âu chuẩn bị cho dòng người tị nạn Ukraine bộ trưởng quốc phòng canada nói rằng các quan chức canada đang làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ những người tị nạn ukraine đang chạy trốn bạo lực của nga chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết trong bản tin tối nay và một số tin canada và thế giới đáng chú ý như sau chiến tranh ở ukraine đã ảnh hưởng đến nguồn cung chip có thể làm tăng giá ở canada thậm chí không thể mua được thiết bị điện tử hoặc là thiết bị gia dụng nông dân ở canada đang phải đối phó với biến động vì chiến tranh ở ukraine 2 phần 3 người Canada nói rằng các cuộc biểu tình của đoàn xe tải đã không hiệu quả. Các cảnh quay chiến tranh hoặc thảm họa, kể cả những nơi xa xôi, có thể gây căng thẳng sau chấn thương ở trẻ em. Các nhà nghiên cứu đang sử dụng dung để tìm ra cách con người có thể sống lâu hơn. Và trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị xem lại một số hình ảnh của thành phố lớn nhất Canada là thành phố Toronto của những năm 1970 nhìn như thế nào phá thông lệ Đức Giáo Hoàng Francis đến Đại sứ quán Nga về vấn đề Ukraine. Ba Lan và Thụy Điển từ chối chơi trận World Cup với Nga. Trung Quốc nói tàu chiến Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Đài Loan là hành động khiêu khích. 13 người thiệt mạng khi thuyền máy bị lật gần bờ Hội An. Bản tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, Canada và các nước châu Âu đang chuẩn bị cho dòng người tị nạn ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada, Anita Anand nói rằng, các quan chức Canada đang làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ những người tị nạn Ukraine đang chạy trốn bạo lực của Nga. Thông báo vào thứ Sáu, bà Anand cho biết, lực lượng quân đội Canada đang ở Ba Lan và chuẩn bị giúp đỡ nỗ lực nhân đạo khi hàng ngàn người Ukraine băng qua biên giới sang các nước láng giềng để thoát khỏi cuộc xâm lược. Bà cho biết chúng tôi có khoảng 150 thành viên lực lượng quân đội Canada túc trực ở Ba Lan sẵn sàng hỗ trợ. Ngoài ra thì có một số lựa chọn đang được xem xét để đưa người tị nạn Ukraine đến Canada, nhưng ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo đảm họ có lối đi an toàn ra khỏi Ukraine. Nga đã thúc đẩy cuộc xâm lược Ukraine ở ngoại ô thủ đô hôm thứ Sáu sau khi mở các cuộc không kích vào các thành phố và căn cứ quân sự, đồng thời gửi quân và xe tăng từ ba phía của đất nước các vụ nổ đã vang lên trước bình minh ở Kiev và tiếng súng đã được báo cáo ở một số khu vực vì hàng ngàn người Ukraine dự kiến sẽ tị nạn xung quanh trung tâm châu Âu trong những ngày tới. Phát biểu trong cuộc họp báo vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada đã sắp xếp việc đi lại an toàn cho bất kỳ công dân Canada, thù trú nhân và gia đình của họ vẫn ở Ukraine qua các biên giới đất liền với Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Moldova Ngoài ra thì ông cho biết chính phủ Canada sẽ ưu tiên các đơn xin nhập cư cho người Ukraine và đang triển khai một đường dây điện thoại chuyên dụng cho bất kỳ ai ở trong và ngoài nước có các câu hỏi khẩn cấp liên quan đến nhập cư Ukraine. Chính phủ liên bang đang khuyến cáo người Canada tránh tất cả các chuyến du lịch đến Ukraine do cuộc xung đột vũ trang với Nga. Đối với những người Canada mà hiện đang ở Ukraine, chính phủ khuyến nghị nên tạm trú tại chỗ trừ khi có thể an toàn để rời khỏi đất nước. Những người ở Ukraine cần hỗ trợ lãnh sự nên liên hệ với trung tâm ứng phó và theo dõi khẩn cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Anand cho biết bà đã tiếp xúc gần gũi với cộng đồng người Ukraine khoảng 1,3 triệu người của Canada và hiểu được nỗi sợ hãi và lo lắng của các thành viên trong gia đình. Trong khi đó thì hàng ngàn người công dân Ukraine đã chạy trốn qua biên giới sang các nước láng giềng. Chính phủ Ba Lan đã tuyên bố đang thiết lập các trung tâm tiếp nhận và bệnh viện để đối phó với việc người Ukraine đổ xô chạy trốn khỏi cuộc xâm lược của Nga. Hàng ngàn người tị nạn Ukraine cũng đã chạy qua biên giới tới Moldova, nơi chính phủ dựng lều và thề sẽ giữ cho biên giới rộng mở. Trong khi Romania đang chuẩn bị tiếp nhận tới nửa triệu người tị nạn tiềm năng, ngoài ra thì Đức cũng đã đề nghị giúp đỡ nhân đạo cho các quốc gia giáp biên giới với Ukraine và đang chuẩn bị cho việc tiếp nhận người di cư vào Liên minh châu Âu. Chiến tranh ở Ukraine ảnh hưởng đến nguồn cung chips có thể làm tăng giá ở Canada, thậm chí là có thể không thể mua được thiết bị điện tử hay là thiết bị gia dụng. Lĩnh vực xa hơi của Canada và các ngành công nghiệp khác đang chuẩn bị tình trạng thiếu hụt chip vẫn tiếp diễn vì sự xâm lược của Nga vào Ukraine đe dọa chuỗi cung ứng chính trong sản xuất chất bán dẫn semiconductor. Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine trong tuần này vấp phải sự lên án và các lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt từ các quốc gia phương Tây, đã khiến giá các mặt hàng như là dầu và lúa mì tăng vọt. Một số mặt hàng xuất khẩu chính từ khu vực Đông Âu hiện đang bị chiến tranh vây hãm. Các quốc gia này cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu chính quan trọng để sản xuất chip bán dẫn, semiconductor, một đầu vào điện tử quan trọng mà đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt toàn cầu trong năm qua liên quan đến đại dịch COVID-19 và gián đoạn vận chuyển liên quan. Theo Sarah Prevett, là chủ tịch hội đồng chất bán dẫn của Canada, nói rằng xuất khẩu khí neon và palladium từ Ukraine và Nga là nguồn chính cho sự phát triển chip của toàn cầu. Cô cho biết, chúng ta đã thấy giá gia tăng và tác động của chiến tranh có thể khiến giá chip tăng đột biến, có nghĩa là người Canada có thể phải trả nhiều hơn cho các thiết bị điện tử và các thiết bị gia dụng hoặc thậm chí là không thể mua được chúng. Chất bán dẫn không còn là nền tảng của các thiết bị công nghệ cao như điện thoại hay là máy chơi game. Các thiết bị hiện đại như là lò nướng bánh và tủ lạnh cũng như là xa hơi, giờ đây đã có các vi mạch điện tử, microchip đặt vào hệ thống của chúng. Trong số các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình trạng thiếu chất bán dẫn là ngành công nghiệp xa hơi. Ngành này vừa tăng tốc trở lại sau một tuần gián đoạn hồi đầu tháng tại cầu Ambassador do đoàn xe biểu tình chi phí nguyên liệu tăng cao cũng ảnh hưởng các nhà sản xuất như là giá thép đang ở mức cao hơn gấp 3 lần ngày hôm nay so với một năm trước, cũng đang đặt hầu hết các nhà sản xuất xa hơi và các nhà cung cấp vào tình trạng khó cân bằng ngân sách. Lĩnh vực xa hơi không đơn độc trong chuỗi cung ứng bị thiếu hụt. Chi phí đầu vào bao gồm lao động, năng lượng và nguyên liệu tăng cao được coi là trở ngại lớn nhất đối với các doanh nghiệp trong những tháng tới. Theo khảo sát của phòng thương mại, các lĩnh vực như là sản xuất là một trong những lĩnh vực có nhiều khả năng chuyển những chi phí cao hơn đó cho người tiêu dùng. Sự gián đoạn hơn nữa đối với các công ty lớn khác trong lĩnh vực xa hơi châu Âu có thể có tác động rộng hơn đến nguồn cung của chất bán dẫn semiconductor. Đức là một trung tâm sản xuất chip lớn trên toàn cầu và cũng phụ thuộc nhiều vào Nga về khí đốt tự nhiên Cả chủ tịch hội đồng chất bán dẫn Pravet và chủ tịch của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng xa hơi là Vogt tin rằng bất ổn chính trị ở nước ngoài sẽ là một tín hiệu cho chính phủ liên bang Canada về sự cần thiết phải đầu tư vào sản xuất chất bán dẫn trong nước vì nhu cầu chỉ tăng đối với các chip quan trọng trong những năm tới. Canada hiện hoàn toàn phụ thuộc vào bên ngoài đối với chất bán dẫn, Nhu cầu về chất bán dẫn trong ngành công nghiệp xa hơi sẽ tăng theo cấp số nhân khi các chính phủ ngày càng bắt buộc loại bỏ các động cơ chạy bằng gas và diesel và thúc đẩy việc sử dụng xe điện. Chủ tịch của Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng xa hơi lập luận rằng nếu Canada muốn tiếp tục là một cường quốc trong ngành sản xuất xa hơi, thì việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong nước là điều hoàn toàn hợp lý trong khi đó nông dân của Canada đang đối mặt với biến động vì chiến tranh ở ukraine brandon phillips là một nông dân trồng ngũ cốc ở hartney manitoba đang xem giá lúa mì vào sáng thứ sáu một ngày trước đó giá cả đã tăng vọt trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc xâm lược của nga vào ukraine sẽ ảnh hưởng tới một trong những đất nước sản xuất lúa mì năng suất thế giới nhưng đến thứ sáu lúa mì đã giảm giá Cuộc xâm lược ở Ukraine đang đe dọa làm gián đoạn xuất khẩu của khu vực, thắt chặt hơn nữa nguồn cung hàng hóa toàn cầu và làm tăng tốc độ lạm phát. Cuộc khủng hoảng xảy ra vào thời điểm mà nguồn cung dự trữ lương thực toàn cầu đang căng thẳng, một phần do thời tiết khắc nghiệt, bao gồm hạn hán ở Nam Mỹ và hạn hán năm ngoái đã tàn phá sản lượng cây trồng trên khắp miền Tây Canada. Và nếu lương thực trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn nữa, nó sẽ tác động tiêu cực đến các quốc gia đang phát triển phụ thuộc vào cây trồng của Ukraine và Nga. Nga và Ukraine chiếm 29% thị trường xuất khẩu lúa mì của thế giới và 19% xuất khẩu bắp. Hai nước cũng là những nhà xuất khẩu lớn trên toàn cầu về bắp, à, hạt cải dầu canola và dầu hướng dương. Nhưng cuộc xâm lược dường như đang cắt đứt xuất khẩu của Ukraine với phần còn lại của thế giới. Nông dân đặc biệt là ở phía tây Canada nên cảnh giác với việc chốt giá cây trồng của họ với người mua vào đầu năm. Năm ngoái thì khối lượng sản xuất kém đã buộc một số nông dân phải bỏ tiền túi để mua cây trồng trên thị trường mở như một cách để trang trải nghĩa vụ hợp đồng của họ. Ông Todd Lewis là phó chủ tịch lâm thời tại Liên đoàn Nông nghiệp Canada cho biết nông dân miền Tây đang trông đợi vào những trận mưa để phục hồi sau hạn hán năm ngoái. Một cuộc thăm dò mới đã phát hiện ra rằng cứ 3 người Canada thì có 2 người nói rằng các cuộc biểu tình của đoàn xe tải không hiệu quả trong việc yêu cầu các chính phủ xem xét lại các hạn chế COVID-19. Cuộc thăm dò mới nhất từ tổ chức Nanos Research báo cáo rằng 51% người Canada được khảo sát cho biết các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do không có tác dụng, trong khi 15% nói rằng chúng không thực sự hiệu quả trong việc thay đổi các biện pháp y tế công cộng. Theo kết quả khảo sát, cứ 3 người được hỏi thì có một người cảm thấy các cuộc biểu tình hoặc có hiệu quả là 12%, hoặc hơi hiệu quả là 20%. 2% những người được khảo sát cho biết họ không chắc về tác động của các cuộc biểu tình đối với các biện pháp hạn chế đại dịch. Ngoài ra thì đa số người dân Canada cho biết việc viện dẫn đạo luật khẩn cấp là cần thiết để chấm dứt các cuộc biểu tình. Cuộc khảo sát cũng cho thấy những người Canada lớn tuổi từ 55 trở lên hưng nghĩ đạo luật này cần thiết hơn là so với những người Canada trẻ hơn từ 18 đến 34 tuổi theo khảo sát đa số người Canada tin rằng có khả năng những cuộc biểu tình kiểu như vậy sẽ tiếp tục ở Canada cư dân của vùng Prairies ở khu vực thảo nguyên có xu hướng giữ quan điểm này hơn bất kỳ tỉnh nào khác các cảnh quay về chiến tranh hoặc là thảm họa kể cả từ những nơi xa xôi có thể gây căng thẳng sau chấn thương ở trẻ em trẻ em có thể bị căng thẳng sau chấn thương tâm lý tức là post traumatic stress sau khi xem hoặc là nghe tin tức về một thảm họa thậm chí là khi nó đang xảy ra ở bên kia thế giới theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí nature đã xem xét tác động tâm lý đối với trẻ em của việc xem hoặc là đọc về các thảm họa Nghiên cứu phát hiện ra rằng, khoảng cách địa lý là một yếu tố ít quan trọng hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Nghiên cứu đã xem xét hậu quả của cơn bão Irma, cơn bão cấp 5 năm 2017 đã đổ bộ vào Đông Nam Hoa Kỳ và nhiều bang vùng Caribbean vào tháng 9 năm 2017. Cơn bão Irma đã gây ra thiệt hại trên diện rộng và giết chết ít nhất 134 người, hầu hết trong số họ là ở Florida, Georgia và Bắc Carolina. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu các gia đình ở gần cơn bão và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão. Họ cũng nói chuyện với các gia đình phía bên kia của đất nước, những người không có mối liên hệ cá nhân với cơn bão. Tiếp xúc trực tiếp là lý do lớn nhất của căng thẳng. Những trẻ em phải đối mặt với hiểm nguy về tính mạng, sức khỏe, nhà ở và những người phải di tản hoặc là mất mát do thiệt hại của cơn bão có tỷ lệ mắc các triệu chứng căng thẳng sau chấn thương là cao nhất. Nhưng sự xuất hiện của giới truyền thông cũng là một yếu tố quan trọng. Các tin tức rùng rợn và hình ảnh từ các thảm họa có thể làm tăng mức độ căng thẳng của trẻ em. Các tác giả của nghiên cứu cho biết, chu kỳ tin tức 24 giờ càng làm trầm trọng thêm vấn đề này vì hình ảnh thảm họa có nhiều khả năng được hiển thị thường xuyên hơn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, việc tiếp xúc với tin tức cũng gây ra những trải nghiệm tiêu cực như là việc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các thảm họa. Các nhà nghiên cứu đang sử dụng dung để tìm ra cách con người có thể sống lâu hơn. Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Louisiana đang giúp dung tăng trọng lượng để xem liệu con người có thể sống lâu hơn hay không. Nhóm nghiên cứu tại Đại học bang Louisiana đã cho những con dung đũa ăn một chiếc suất từ thực vật giúp tăng cường khả năng trao đổi chất, đồng thời khiến chúng lớn hơn. À, những con dung này đã ăn chất chiết xuất từ thực vật và sống lâu hơn trung bình là 40% so với loài này và có lý do để tin rằng kết quả tương tự có thể được tìm thấy ở người. Theo Bawasti là sinh viên tại Đại học bang Louisiana, LSU và là tác giả chính của nghiên cứu này cho biết lý do khiến nghiên cứu này có hợp lý là vì dung chỉ sống được khoảng 3 tuần vì vậy trong một hoặc là hai tháng chúng tôi đã có kết quả rõ ràng. Chiết xuất thực vật đặc biệt được làm từ lá của một loại cây ngải cứu được tìm thấy ở châu Á. Các nhà nghiên cứu đã cho dung ăn dịch chiết với nhiều liều lượng khác nhau. Những con dung mà được ăn chất chiết xuất cho thấy sự cải thiện gần như là ngay lập tức đối với khả năng trao đổi chất của chúng. Chúng cũng trở nên to hơn và cũng di chuyển chậm lại vì nặng hơn. Nhưng mà trọng lượng tăng thêm không phải là trở ngại đối với những con dung. Trên thực tế thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Loại dung này có khả năng chống chọi với căng thẳng tốt hơn do chiết xuất thực vật giúp chuyển hóa chất béo không lành mạnh thành chất béo lành mạnh. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, khám phá mang lại cho nhóm các nhà nghiên cứu một quan điểm trị liệu. Họ nói rằng, chúng tôi biết tuổi tác là yếu tố nguy cơ chính của nhiều bệnh, chẳng hạn như là ung thư và bệnh tim mạch. Nhưng mà nếu bạn coi lão hóa là một căn bệnh có thể điều trị được thì bạn thực sự có thể điều trị nhiều bệnh cùng một lúc. Mặc dù đã đạt được thành công đối với Dung, nhưng báo cáo nói rằng không có khuyến cáo nào cho người dùng các chiết xuất đó dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ thông tin nào về liều lượng an toàn và hiệu quả. Đây cũng là một tin lạc quan đúng không quý vị? Tiếp theo mời quý vị xem một số hình ảnh của thành phố Toronto của những năm 1970 nhìn như thế nào nhé. Thành phố Toronto là thành phố lớn nhất của Canada và dẫn đầu thế giới trong các lĩnh vực như là kinh doanh, tài chính, công nghệ, giải trí và văn hóa. Số lượng lớn người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới cũng đã làm cho thành phố Toronto trở thành một trong những thành phố đa văn hóa nhất trên thế giới. Toronto của những năm 1970, theo cách nói của tác giả Anthony Astragen, là một thành phố sống động, không giống như một số khu vực đô thị lớn của Mỹ. Trung tâm thành phố Toronto không bị biến thành thị trấn ma bởi những người di cư ngoại ô và với sự gia tăng của Party Quebecois ở Quebec, thành phố đã trải qua một làn sóng người Montreal nói tiếng Anh và các công ty Montreal khiến trung tâm Toronto trở thành vùng phát triển nhanh nhất ở Bắc Mỹ. Và khi thành phố Toronto trải qua một đợt bùng nổ trong xây dựng, đáng chú ý nhất là sự gia tăng của các cấu trúc chung cư bằng bê tông, các tháp văn phòng ở trung tâm thành phố và việc xây dựng tháp CN Tower, các nhà quy hoạch đô thị không mấy quan tâm đến các cấu trúc lịch sử và đã đánh sập các tòa nhà mang tính biểu tượng như là Temple Building, tòa nhà Toronto Star nguyên bản và Mercer Reformery và nhiều hơn nữa. Và đây là Toronto những năm 1970. Bảy quốc gia trên thế giới nơi đồng đô la Canada có giá rất cao Bạn có thể đang suy nghĩ về việc lên kế hoạch cho một chuyến đi nước ngoài khi chính phủ liên bang đang nới lỏng các quy định về du lịch bao gồm cả các yêu cầu về xét nghiệm. Nếu bạn đang tìm kiếm à, cảm hứng du lịch ngay bây giờ đây là 7 quốc gia mà đồng đô la Canada có thể quy đổi với giá trị cao. Aruba nếu bạn muốn đến Aruba, một đô la Canada sẽ giúp bạn có 1,41 Aruban Florin. Còn ở Đan Mạch, bạn sẽ nhận được 5,18 corn Đan Mạch cho mỗi một đô la Canada mà bạn quy đổi. Đối với Thái Lan, những người Canada du lịch đến Thái Lan, một Canada giúp bạn nhận được 25,42 Baht Thái ngay bây giờ. Còn ở Ai Cập, nếu bạn đang có ý định du lịch đến đây thì đổi 1 đô la Canada bạn nhận được 12,32 bảng Ai Cập. Costa Rica thì 1 đô la Canada à, chúng ta đổi được mươi ,50 colones Costa Rica. Ở Mexico, 1 đô la Canada sẽ giúp bạn nhận được 16,04 peso của Mexico. Iceland thì đối với những người Canada đang nghĩ đến một chuyến đi đến Iceland một Canada nhận được 98,12 Kona Iceland. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel, được gửi đến quý vị hai lần vào mỗi ngày. Để ủng hộ cho chương trình này, rất mong quý vị nhớ bấm nút like, comment và share video. Và chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin sẽ có một số diễn biến trên thế giới đáng chú ý như sau. Trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong một thay đổi quan trọng, Đức gửi vũ khí chống Satan tăng cho Ukraine, Tổng thống Ukraine tuyên bố hàng ngàn binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Hoa Kỳ và các nước công bố bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine. Hoàng tử William và công nương Kate nói rằng họ đứng về phía Ukraine. Ba Lan và Thụy Điển từ chối chơi trận World Cup với Nga. Trung Quốc nói tàu chiến Hoa Kỳ đi ngang qua eo biển Đài Loan là hành động khiêu khích. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài bướm đêm gây phát ban và có tính lây lan là do nhiệt độ ấm lên. Tại Việt Nam, 13 người thiệt mạng khi thuyền máy bị lật gần bờ Hội An. Sau đây là bản tin chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Hoàng Anh. Thưa quý vị, trong một sự thay đổi quan trọng, chính phủ Đức hôm thứ Bảy cho biết họ sẽ gửi vũ khí và các nguồn cung cấp khác trực tiếp đến Ukraine và hỗ trợ một số hạn chế hệ thống ngân hàng toàn cầu SWIFT đối với Nga. Thủ tướng Đức đã tuyên bố sẽ gửi 1.000 vũ khí chống xe tăng và 500 tên lửa đất đối không Stinger tới Ukraine càng nhanh càng tốt việc Nga xâm lược Ukraine đánh dấu một bước ngoặt. Nó đe dọa toàn bộ trật tự thời hậu chiến của chúng ta, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một tuyên bố. Trong tình huống này, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp Ukraine trong khả năng tốt nhất của chúng tôi để tự vệ trước đội quân xâm lược của Vladimir Putin. Ngoài ra, thì Bộ Kinh tế và Khí hậu Đức cho biết Đức đang cho phép Hà Lan vận chuyển 400 vũ khí chống xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine Đức từ lâu đã mắc kẹt với chính sách không xuất khẩu vũ khí sát thương tới các khu vực xung đột, bao gồm cả Ukraine. Gần đây nhất là vào thứ Sáu, các quan chức chính phủ cho biết họ sẽ tuân thủ chính sách đó. Nước này đã vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức Ukraine và các đồng minh khác rằng họ đã không hành động đủ quyết đoán để giúp Ukraine chống lại xâm lược của Nga. Trước đây thì Đức đã đóng góp 5.000 mũ bảo hiểm cho quốc phòng của Ukraine. Ngoài ra thì Đức sẽ gửi 14 xe bọc thép và tới 10.000 tấn nhiên liệu cho Ukraine. Tại Kiev ở Ukraine, Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Nga. Tổng thống Zelensky cho biết trong một tin nhắn video hôm thứ Bảy rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev đã đề nghị giúp tổ chức các cuộc đàm phán như vậy. Ông nói thêm rằng chúng tôi chỉ có thể hoàn nghênh điều đó. Ông Zelensky cũng cho biết ông và tổng thống Erdogan đồng ý rằng lệnh cấm tàu chiến nga đi qua biển đen ngày nay là rất quan trọng. Nói thêm rằng điều đó đã được thực hiện. Tuy nhiên, thổ nhĩ kỳ đã không công bố bất kỳ lệnh cấm nào đối với các tàu chiến nga di chuyển qua eo biển thổ nhĩ kỳ sau cuộc nói chuyện của ông Erdogan với tổng thống Zelensky. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng cho biết, các nhà ngoại giao Ukraine đã thành công trong việc thuyết phục các đồng minh châu Âu của nước này cắt đứt hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT của Nga, đồng thời cho rằng điều này sẽ khiến Nga mất hàng tỷ đô la, điều mà ông nói là cái giá cụ thể cho cuộc xâm lược nguy hiểm vào Ukraine. Người dân ở Ukraine đã được trao vũ khí đối với bất kỳ ai muốn bảo vệ đất nước của mình. Tổng thống Zelensky đã nói rằng sự sẵn sàng của người dân Ukraine trong việc bảo vệ nhà nước của chúng tôi, sự đoàn kết và lòng dũng cảm của chúng tôi đã ngăn cản kịch bản chiếm đóng đất nước của chúng tôi. Thế giới đã thấy rằng người Ukraine mạnh mẽ, người Ukraine dũng cảm, người Ukraine đứng trên mảnh đất của họ và sẽ không đầu hàng, ông Zelensky nói. Trong khi đó tại Washington, Hoa Kỳ đang cân nhắc việc trừng phạt ngân hàng trung ương Nga. Một động thái nhằm vào mục tiêu hơn 600 tỷ đô la dự trữ mà Điện Kremlin có quyền sử dụng. Theo hai quan chức chính quyền giấu tên để thảo luận về các cân nhắc nội bộ. Các quan chức cho biết, Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về động thái này. Bước đi này có thể gây ra tác động kinh tế rộng rãi đối với nền kinh tế Nga, nhưng cũng gây ra ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn. Tại New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói với Tổng thống Ukraine Zelensky trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Bảy rằng Liên Hiệp Quốc quyết tâm tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Tại Kiev ở Ukraine, Bộ trưởng Y tế Ukraine cho biết 198 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Nga. Trong đó có ba trẻ em trong số những người thiệt mạng. Bộ trưởng Liasko cho biết 1.115 người khác, trong đó có 33 trẻ em đã bị thương trong cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào thứ Năm, với các cuộc không kích và tên lửa lớn cùng quân đội đổ bộ vào Ukraine từ phía Bắc, Đông và Nam. Một nhân viên cứu hộ cho biết ít nhất 6 thường nhân đã bị thương do tên lửa bắn trúng một tòa nhà chung cư cao tầng ở ngoại ô thủ đô Ukraine. Tại Prague, chính phủ Cộng hòa Séc đã thông qua kế hoạch gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Quốc phòng nước này cho biết họ sẽ ngay lập tức gửi súng máy, súng tiểu liên, súng trường tấn công và súng lục. Cùng với số đạn trị giá 188 triệu won set là 8,6 triệu đô la Mỹ. Tại Moscow thì một quan chức cấp cao của Nga đã cảnh báo rằng Moscow có thể phản ứng với các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với các cuộc tấn công của họ vào Ukraine bằng cách chọn không tham gia hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại và đóng băng tài sản của phương Tây Thống Dmitry Medvedev là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin nêu ra triển vọng các nước quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây, nói rằng không có nhu cầu đặc biệt trong việc duy trì quan hệ ngoại giao và nói thêm rằng chúng ta có thể nhìn nhau bằng ống nhòm và bằng súng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì cho biết các lực lượng quân sự của đất nước của ông đang chiến đấu thành công trong việc chống lại quân đội Nga. Ông cho biết trong một video được công bố hôm thứ bảy rằng những nỗ lực của Nga nhằm xâm nhập Kyiv đã bị đẩy lùi. Kế hoạch nhằm nhanh chóng chiếm giữ thủ đô và thành lập một chính phủ bù nhìn của Moscow cũng đã bị cản trở. Trong một bài phát biểu đầy xúc động. Tổng thống Zelensky đã cáo buộc lực lượng Nga đánh vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng. Chuyển sang tiếng Nga một cách ngắn gọn, ông Zelensky đã ca ngợi các nhân vật văn hóa của Nga, những người đã tố cáo cuộc xâm lược và kêu gọi họ nỗ lực gấp đôi để buộc Điện Kremlin ngưng cuộc tấn công. Ông Zelensky còn tuyên bố rằng hàng ngàn binh sĩ Nga đã bị giết và hàng trăm người đã bị bắt làm tù binh. Tại Paris, các quan chức Pháp cho biết Lính thủy đánh bộ tuần tra khu vực eo biển Anh đã chặn một tàu chở hàng trao cờ nga và hộ tống nó đến cảng boulac để điều tra vụ đánh chặn con tàu chở xa hơi vào đầu ngày thứ bảy do các biện pháp trừng phạt tài chính được áp dụng cách đây vài ngày đối với nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Người phát ngôn hàng hải cho biết đây có vẻ là hành động đầu tiên như vậy ở eo biển Monch. Các quan chức hải quan thực hiện điều tra hiện đang xác minh xem con tàu có thực sự liên quan đến lợi ích tài chính của Nga hay không. Tại Rome, Thủ tướng Ý Mario Draghi đã gọi điện cho Tổng thống Ukraine Zelensky để nói rõ rằng chính phủ Ý của ông ủng hộ bất kỳ động thái nào nhằm cắt đứt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và nói rằng Ý sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ để tự vệ. Tại Kiev, Thị trưởng thủ đô Ukraine đang áp đặt lệnh giới nghiêm tăng cường khi quân đội Nga tấn công vào thành phố. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho biết trên Telegram rằng lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ sáng và tất cả thường dân trên đường phố trong thời gian giới nghiêm sẽ bị coi là thành viên của các nhóm phá hoại và do thám của kẻ thù. Từ Tokyo đến London đến Đài Bắc những người Ukraine sống ở nước ngoài và hàng trăm người biểu tình đã đổ ra đường để tham gia các cuộc biểu tình phản chiến, lan rộng khắp thế giới khi quân đội Nga tiến về thủ đô Ukraine. Tại Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia cho biết có thể có tới 1.200 binh sĩ nước ngoài từ các thành viên NATO khác sẽ được triển khai tại quốc gia của ông để đối phó với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine kế hoạch này là một phần trong sáng kiến của nato nhằm trấn an các nước thành viên ở sườn phía đông của liên minh bằng cách cử lực lượng đến giúp bảo vệ họ các lực lượng từ hà lan và đức nằm trong số những lực lượng dự kiến sẽ đến đức cũng sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa patriot để tăng cường khả năng phòng không của slovakia bộ trưởng quốc phòng nát cũng cho biết chính phủ slovakia của đất nước ông đã chấp thuận gửi vũ khí và nhiên liệu trị giá 11 triệu euro theo yêu cầu của Ukraine. Khoản viện trợ sẽ bao gồm nhiên liệu, nhiên liệu hàng không và 12.000 đạn dược. Những dòng xe dài hàng km đang làm tắc nghẽn các cửa khẩu biên giới ra khỏi Ukraine khi hàng chục ngàn người đổ xô sang các nước láng giềng để thoát khỏi nguy cơ bị quân đội Nga xâm lược. Cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc cho biết Khoảng 120.000 người cho đến nay đã rời Ukraine sang Ba Lan và các nước láng giềng khác sau cuộc xâm lược của Nga. Chính phủ Ba Lan cho biết hôm thứ bảy rằng hơn 100.000 người Ukraine đã vượt qua biên giới Ba Lan Ukraine chỉ trong 48 giờ qua. Tại Washington DC, một gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 350 triệu đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine đã được công bố vào hôm thứ bảy, bao gồm thiết bị chống giáp, vũ khí cỡ nhỏ và nhiều loại đạn, áo giáp và thiết bị liên quan theo John Kirby là thư ký báo chí Lầu Năm Cốc cho biết. Ở một diễn biến khác, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết hỗ trợ bao gồm vũ khí chống xe tăng Javelin và nó sẽ được chuyển giao cho Ukraine theo từng giai đoạn và sớm nhất có thể. Phá thông lệ Đức Giáo Hoàng đến Đại sứ quán Nga về vấn đề Ukraine Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đại sứ quán Nga tại Vatican để chuyển lời quan ngại của mình về việc Nga xâm lược Ukraine tới đại sứ của Moscow trong một nghi thức ngoại giao chưa từng có. Người phát ngôn của Vatican là Matteo Bruni không bình luận về một báo cáo truyền thông Argentina rằng Đức Giáo hoàng 85 tuổi đã đề nghị sự hòa giải của Vatican. Đại sứ Alexander Avdeev đã phủ nhận điều này. Theo phóng viên Rome của cơ quan truyền thông Tass của Nga, đại sứ Abdyazev nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng, cuộc họp kéo dài khoảng 40 phút và giáo hoàng đã bày tỏ quan ngại lớn về tình hình nhân đạo ở Ukraine. Chuyến thăm của giáo hoàng đến đại sứ quán để nói chuyện với đại sứ trong thời điểm xung đột là chưa từng có trước đây. Đại sứ được trích lời nói rằng, Đức giáo hoàng kêu gọi bảo vệ trẻ em, bảo vệ những người bệnh tật và đau khổ và bảo vệ mọi người. Tổng giám mục Vyatolav Shevchuk, lãnh đạo của những người công giáo theo nghi lễ phương Đông của Ukraine, người đã thề sẽ không rời Kiev và người đã mở tầng hầm nhà thờ của mình làm nơi trú bom. Văn phòng ở Rome của Tổng giám mục Shevchuk cho biết trong một tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng nói với Tổng giám mục tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Hồng Y Pietro Parolin là Ngoại trưởng Vatican cho biết tòa thánh hy vọng rằng những người nắm giữ vận mệnh thế giới trong tay sẽ có một tia sáng lương tâm đức francis đã đưa ra nhiều lời kêu gọi hòa bình ở ukraine trước cuộc xâm lược vào hôm thứ năm nhưng đã không nói công khai kể từ đó ông đã tuyên bố thứ tư tới thứ tư lễ tro là ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở ukraine vatican cũng đã thông báo vào thứ sáu rằng đức francis sẽ không thể chủ trì các buổi lễ thứ tư, lễ tro vì một cuộc đau cấp tính ở đầu gối của ngài. Ông cũng sẽ phải bỏ qua một chuyến đi dự kiến đến Florence vào chủ nhật này. Hoàng tử William và công nương Kate nói rằng họ đứng về phía Ukraine trong một bình luận công khai hiếm hoi dành cho hoàng gia Anh về các vấn đề chính trị. Hoàng tử William và công nương Kate hôm thứ Bảy cho biết họ đứng về phía người dân Ukraine bởi người Ukraine đã dũng cảm chiến đấu với cuộc tấn công của Nga. Vào tháng 10 năm 2020, chúng tôi có vinh dự được gặp Tổng thống Zelensky và đệ nhất phu nhân để tìm hiểu về hy vọng và sự lạc quan của họ đối với tương lai của Ukraine. Vợ chồng hoàng tử William và Kate đã viết trên Twitter. Hôm nay chúng tôi sát cánh cùng tổng thống và toàn thể người dân Ukraine khi họ đã dũng cảm chiến đấu vì tương lai đó. Gia đình hoàng gia thường không bình luận về các vấn đề chính trị lớn, tuân theo quy tắc hiến pháp mà họ nên giữ thái độ trung lập. Tuy nhiên, hoàng tử Harry, người đã từ bỏ các nghĩa vụ hoàng gia để chuyển đến Los Angeles cùng với vợ của mình, cho biết trên trang web hôm thứ năm rằng họ cũng đứng về phía người dân Ukraine, chống lại hành vi vi phạm luật quốc tế và nhân đạo. Ba Lan và Thụy Điển từ chối chơi trận World Cup với Nga Ba Lan và Thụy Điển cho biết họ sẽ không tham dự vòng loại World Cup với Nga vào tháng 3 sau khi Nga đã xâm lược Ukraine. Cơ quan quản lý của cả hai đội tuyển quốc gia hôm thứ Bảy cho biết, một số cầu thủ Ba Lan, bao gồm cả đội trưởng Robert Walendowski, đã ủng hộ quyết định này bằng những tuyên bố trên mạng xã hội. Nga dự kiến sẽ tiếp Ba Lan trong trận bán kết vòng playoff để tranh suất cuối cùng vào World Cup 2022 tại Keda và nếu đội của Nga được đi tiếp, họ dự kiến sẽ tiếp Thụy Điển hoặc Cộng hòa Séc vào ngày 29 tháng 3 trong trận chung kết nhánh B. Trước đó vào hôm thứ Năm, cả Ba Lan, Thụy Điển và Cộng hòa Séc đã đưa ra một tuyên bố chung nói rằng Nga sẽ không được phép đăng cai vòng loại vào tháng tới. Ba Lan là đội đầu tiên từ chối trận đấu với Nga và điều này có nguy cơ khiến họ bị buộc phải bỏ lỡ World Cup. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ Lewandowski và nhiều cầu thủ Ba Lan khác. Một tàu chiến của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm vào thứ Bảy, một phần của hoạt động mà quân đội Hoa Kỳ gọi là hoạt động thường lệ, nhưng bị phía Trung Quốc mô tả là khiêu khích. Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Ralph Johnson đang thực hiện một chuyến quá cảnh thường lệ qua các vùng biển quốc tế. Người phát ngôn hạm đội 7, Nicholas Lingo cho biết trong một tuyên bố rằng, việc tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một ấn độ dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ được điều khiển máy bay, căn buồm và hoạt động ở bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết con tàu đã đi theo hướng bắc qua eo biển. Lực lượng của họ đã theo dõi hành trình của con tàu và không quan sát thấy điều gì khác thường. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết thêm tám máy bay Trung Quốc, bao gồm sáu máy bay chiến đấu và hai máy bay chống tàu ngầm, đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của nước này về phía đông bắc của quần đảo Prata do Đài Loan kiểm soát ở đầu Biển Đông. Giống như hầu hết các quốc gia khác, Hoa Kỳ, mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của họ. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài bướm đêm gây phát ban và có tính lây lan là do nhiệt độ ấm lên. Một nhóm các nhà khoa học đã phát hiện được rằng nguyên nhân khiến một loài sinh vật có lông, gây phát ban ngứa, gây hại cho rừng. Cho cư dân men và khách du lịch đang ngày càng lan rộng hơn là do nhiệt độ ấm lên. Loại bướm đêm nâu là Brown Moth, là một loại tai họa ở bang rừng rậm nhất của Mỹ, nơi nó làm rụng lá cây và gây phát ban ở người, giống như là cây thường xuân độc. Những sợi lông của sâu bướm là đối tượng bùng phát dịch bệnh ở bang này trong khoảng 7 năm, cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp các nhà khoa học đã viết trên tạp chí Environmental Entomology. Gần đây cho biết, sự phát triển và lây lan của loài bướm đêm này gắn liền với thời tiết ngày càng ấm áp, đặc biệt là vào mùa thu. Và điều không may là xu hướng khí hậu cho thấy những năm sắp tới có thể còn tồi tệ hơn, theo các nhà khoa học viết trên tạp chí. Bướm đêm nâu có nguồn gốc từ châu Âu và các nước lân cận ở châu Á và châu Phi. Chúng tình cờ được giới thiệu ở Massachusetts vào cuối thế kỷ 19 và hiện được tìm thấy ở ven biển Maine và Cape Cod, Massachusetts. Bướm đêm nâu hoạt động mạnh từ tháng 4 đến tháng 6 và đã được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Maine xác định là loài côn trùng đáng lo ngại đối với cả rừng và sức khỏe con người. Dân số của loài bướm đêm đã giảm dần trong nhiều thập kỷ kể từ khi chúng đến Maine lần đầu tiên vào năm 1904 nhưng đợt bùng phát đã ngày càng trầm trọng hơn ở men trong những năm gần đây và các nhà côn trùng học cho biết năm ngoái là thời điểm tồi tệ nhất đối với sự xâm nhập của loài bướm đêm nâu trong lịch sử của bang loài côn trùng này đã ngày càng phát triển cả về số lượng và lãnh thổ theo cơ quan lâm nghiệp men cho biết chúng đã lan sang các khu vực phía bắc và phía tây của bang trong hai năm qua Cộng đồng ở Maine đã áp dụng nhiều chiến lược để cố gắng làm chậm sự lây lan của loài bướm đêm, bao gồm cả việc thông báo cho cư dân về cách loại bỏ tổ của họ một cách an toàn. Cơ quan lập pháp Maine hiện đang xem xét tạo ra một quỹ trợ cấp đặc biệt để chi trả cho các biện pháp nhằm giảm thiểu tác hại của mối nguy hiểm này. Chuyển sang bản tin liên quan đến Việt Nam, 13 người đã thiệt mạng khi thuyền máy bị lật gần bờ Hội An. 13 người trên một chiếc thuyền máy du lịch ở miền Trung, tỉnh Quảng Nam đã thiệt mạng hồi thứ Bảy và 5 người khác vẫn đang mất tích sau khi tàu bị lật trên biển. Thuyền máy chở 39 người từ đảo Cù Lao Tràm vào cảng Cửa Đại thì bị sóng nhấn chìm vào khoảng 2 giờ chiều khi cách bờ khoảng 3 km. 34 người đã được đưa vào bờ, nhưng 13 người đã thiệt mạng, 5 người hiện vẫn đang mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Hơn 10 chiếc thuyền với 400 người gồm ngư dân và lực lượng biên phòng hiện vẫn đang tìm kiếm các nạn nhân trên diện tích hơn 3 km vuông. Công việc tạm thời dừng lại lúc 5 giờ 30 chiều vì lý do an toàn. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi. Trong tuần qua thì các vùng biển từ Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Định đến Nam Cà Mau và các vùng biển khác của biển Đông đã có gió giật mạnh và biển động. Đảo Cù Lao Chàm, cách cảng cửa đại của Hội An khoảng 18 km là một điểm du lịch lớn, mất khoảng 15 phút để đến các đảo từ bờ bằng thuyền máy. Và bản tin này cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 26 tháng 2 hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên Culture Channel. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và Thế giới cập nhật hai lần trong ngày – và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sáng ngày Chủ nhật. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.